Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có chị Loan cũng đi công chuyện nha cô chú. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có Beken cũng đi ra ngồi đó mua nước đồ uống đó cô chú anh chị. Đi đâu rồi Ken? Mua nước rồi Ken. Ken. Ken giờ đi đâu Ken? Đi mua cà phê hả? Đi mua cho bố hả? Mua cho ai? Cho chị đó hả? Hồi sáng con lên mộ ngồi đông người trở nó Ken. Ken giờ đi mua cà phê nha cô chú. Tại bây giờ là cũng có các anh chị cũng vừa mua hàng cho chị Long xong và bây giờ đi ra của chú chị. Các anh chị đi xe hơi đến mua rất là nhiều hàng luôn á cô chú. Phía bên dưới đây thì cũng có hai chị cũng vừa đến là cô chú chị. Dạ thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, khán giả cũng đến mua hàng cho chị Loan rất là đông luôn á cô chú. Dạ thì hiện tại phía trước cũng có chị gái cũng vừa đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan cô chú. Dạ bây giờ là 2 giờ chiều rồi nha cô chú anh chị. Thì chiều ngày hôm nay cũng có các cô chú anh chị đến mua hàng để ủng hộ chị Loan rất là đông luôn á cô chú. Phía trước kia thì có chiếc xe hơi đến mua hàng xong và bây giờ cũng rời đi á cô chú. Loan thì ngày nào cũng có khán giả đến mua cho hàng cho chị hết nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, các cô chú cũng rảnh đến nhà chị Loan mua hàng rất là đông luôn.
Hiện tại bây giờ thì trời cũng muốn mưa của chú anh chị. Trời cũng nhiễu hột râm râm rồi. Chị gái đến mua hàng ủng hộ chị Loan của chú. Rồi em chào anh chị nha. Dạ. Anh chị dạ. Dạ. Hà Quân Vlog. Chị cũng không nha mấy gái. Cho bác sửa phòng không. Sáng nay lên ngọn ngọn chú con Khang. Dạ thì hiện tại bây giờ là Beken cũng đi mua cà phê về cho anh Hải nha cô chú anh chị. Bây giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.